Dạ em chào chị Thanh ạ. Thì đây là cái lô cây 20 cây Mỹ Hồng với 10 cây Mỹ Đỏ. Thì trước khi gửi em quay cái clip ngắn để gửi đến chị. Thì mấy cây Mỹ Hồng này là ảnh cao có tầm 1,5 tấc ạ, những cây Mỹ Hồng nhỏ. Còn những cây Mỹ Đỏ thì ảnh có bông hết rồi nha chị. Mỹ Đỏ này thì chắc cũng cỡ 5 tấc 4-5 tấc luôn nha chị. Chứ mấy cái loại 3 tấc ấy thì ảnh chưa có bông. Thành ra em lấy mấy cây có bông cho chị ạ.